một màu đen huyền bí, sang trọng và quý phái của dòng gỗ mun sừng Khánh Hòa. Và trong video ngày hôm nay, em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ Sửa Nguyễn Hồng giới thiệu với toàn thể anh chị và các bác đó là một siêu tác phẩm. Em vừa mới hoàn thiện xong phần mộc đây. Đấy, và đương nhiên tác phẩm này em đục tứ diện rồi. Và anh chị và các bác có thể cho em xin một cái tên gọi cho tác phẩm này được không ạ? Đấy, hiện tại bên em đang có một tên gọi cho tác phẩm này là Song Phúc Hai Ngài Phật Di Nặc, một là ngài Phật cười và một ngài Phật mếu anh chị nhá. Rất là đẹp anh chị ạ. Và tác phẩm này của bọn em thì có chiều cao lên tới là 47, chiều ngang tác phẩm này là 18 và chiều sâu cho tác phẩm này là 16. Đấy, cao 47, ngang 18, sâu 16, phôi gỗ mun sừng Khánh Hòa liền khối 100%. Và đi gần tác phẩm, em trai sẽ chia sẻ một và những chi tiết ở mỗi tác phẩm này. Đấy, tại sao lại đang có hai màu rõ rệt đen và hơi xanh rêu như này? Thì ngay từ lúc ban đầu bên em hoàn thiện xong tác phẩm là bên em có lót. Đấy, sau khi hoàn thiện xong những chi tiết thì bên em mới bắt đầu đi vào gọt mặt. Thì đến ngày hôm nay thì mới gọt mặt xong thì mà làm ra thì nó vẫn còn nguyên mộc như này. Đó, và sau khi em làm video này xong thì em sẽ đưa tác phẩm này đi để ráp lại thật mịn. Đấy, ráp lại thật mịn, ráp hết. Đấy, trà hết cái phần quét nốt này đi và sẽ BU hoặc là anh si thì em sẽ cân đối. Và tác phẩm này anh chị và các bác cùng nhìn ngắm xem, đó là chi tiết có cả một linh vật Vân Sư này. Đấy, một ngài Phật Di Nặc với dáng thế đứng, một tác phẩm một ngài Phật Di Nặc với dáng thế ngồi. Mẫu này rất đẹp và mới nạ anh chị nhá. Đẹp mới nạ. Và phía dưới đây có một chiếc chum tiền vàng chứa đựng rất là nhiều tiền tài của cải. Và bên cạnh này thì có cả những củ nhân sâm Triều Tiên này. Và đằng sau thì là những cái làn sóng nước anh chị nhá, làn sóng nước rất đẹp anh chị ạ. Và áng mây anh chị nhá, em quên để bảo là sóng nước áng mây. Đấy, và phía trên này đó là phần nón bên em đục nón đan này. Đấy, đục kênh bong hẳn ra và liền khối anh chị ạ, liền khối. Đó, có cả những cái phần viên đá bình thường là làm bằng nhựa nhưng mà đây là đều là đá hết đấy anh chị ạ, đều là đá nhá, làm rất là đẹp. Cái tác phẩm này có chiều cao là 47, chiều ngang là 18 và chiều sâu là 16. Đấy, anh chị nào mà quan tâm mà muốn chốt trực tiếp tác phẩm này mà lúc vẫn đang để mộc này, đấy thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhá, em kiểm tra luôn phần đế ạ, quá chất lượng luôn. Đấy, nhiều anh chị chưa nhìn tác phẩm mộc quen thì anh chị nhìn cảm nhận thế thôi. Thế còn đây mới là chuẩn về dòng gỗ mun sừng Khánh Hòa. Đấy, khi mà mộc thì sẽ hơi màu rêu rêu, hơi màu xanh rêu một chút chứ không hẳn là đen xì đâu ạ. Và khi BU lên hoặc là đánh xi lên thì nó cũng sẽ hơi có màu xanh. Đấy, chơi tầm khoảng một thời gian tầm khoảng 5-6 hôm thì cái màu xanh đó mới hết thì nó mới trở lại với màu đen tuyền như thế này. Và khi mà hoàn thiện xong tác phẩm chắc chắn là hứa hẹn với toàn thể anh chị là một siêu phẩm nhá. Đấy, sau khi hoàn thiện xong tác phẩm hứa hẹn là một siêu phẩm. Đấy, anh chị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, đầu số hotline 0789336318 hoặc 0966336318 để em trai có thể tư vấn cụ thể với toàn thể anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào ạ.